Rồi sau bài table thì mình sẽ chuyển sang là phần CSS. Thì CSS thì mình đã nói từ cái video đầu tiên là nó sẽ định dạng lại cái thằng HTML của mình. Thì bài đầu tiên thì mình sẽ nói về cách đưa nó vào trong file HTML mình như thế nào. Rồi sẽ mở file lên, rồi mình sẽ tắt thằng table đây đi. Tắt đi. Trình duyệt của mình thì nó chưa có HTML đúng không? Không có, chưa có HTML cả CSS luôn. Chưa có CSS thôi. Thì mình sẽ đưa nó vào như thế nào? Cách đưa vào đó, thì nó sẽ có là ba cách. Đầu tiên cách thứ nhất là mình viết thẳng trên thẻ HTML luôn. Tính chắc mình sẽ demo như thế này, giống như này luôn. Copy. Cắt cái đi. Rồi lưu lại nè. Thì chương trình việc nó sẽ có như thế này đây, thì nó chưa có CSS thì mình sẽ đưa vào CSS như thế nào đây. Ghi thẳng vào trên thẻ thì mình dùng style. Và trong đây là ghi CSS đây. Cho color nè. Cho color đi. Cái màu chữ của nó. Đây. Màu chữ thay đổi đây nè. Là cách thứ nhất. Ok. Cách thứ hai là mình viết CSS trong file HTML luôn. Làm sao? Thì mình sẽ viết nó nằm trên thẻ hit thế này đây. Mở hết style ra. Đây, bên trong đây thì mình sẽ viết HTML cho nó. Đây thì nó là thẻ bi luôn. Copy. Thì ở đây làm cho không sai là 24 pixel. Rồi lưu lại. Trở lại trình duyệt thì nó sẽ lớn lên nè. Đó là cách thứ hai. Và cách thứ ba là mình sẽ tạo một file CSS riêng để quản lý nó. Đây mình tạo một file là file style.css. Thì cách đưa vào thì đúng khá là dễ thôi. Mình sẽ cắt này đi nha, lên đi. Bỏ này luôn. Giờ dùng thẻ link. Link. Còn bạn nào mà dùng VS Code chống lệnh đó, thì có nhắc lệnh đây luôn nè. Link CSS, click vào. Thì đây nó có cái đường dẫn tới file của mình, thì nó nằm cùng cấp rồi nên mình không cần phải sửa lại nha. Ok, lưu lại. Và cách mà để kiểm tra mà nó có chạy hay không á, cách mình sẽ mở cái sụt lên xem nguồn nè, click vào, nó chạy bình thường là không sao. Rồi mình viết thử đây nè. Chọn là copy nè, color right không sai. Gồm Excel Tết Decoration Nó lại nè. Rồi lưu lại. Mình refresh lại nè. Đây CSS mình viết nè, nó chạy bình thường nè, thấy không? Còn trình duyệt sẽ hiển thị ra như thế này. Đây. Màu đỏ nè, phông sai và gạch chữ. Ok, là ba cách để đưa CSS vào bên trong HTML của mình. Bài này xin kết thúc nha. Hẹn gặp lại ở video sau.